chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin giá cả thị trường của Đài Truyền hình Tiền Giang ngày 15 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, nhiều doanh nghiệp cho biết giá phân bán lẻ trên địa bàn tỉnh trong những ngày gần đây giảm. Tuy nhiên, hiện mặt hàng này vẫn đang đứng ở mức cao. Theo đó, tùy theo khu vực, thương hiệu mà mỗi nơi, các doanh nghiệp có giá khác nhau nhưng nhìn chung phổ biến ở mức như sau. Phân ure dao động từ 740.000 đồng đến 810.000 đồng một bao. Phân DAP dao động từ 1.100.000 đồng đến 1.500.000 đồng một bao. Phân Cani dao động từ 880.000 đồng đến 1 triệu đồng một bao. Phân NPK dao động từ 790.000 đồng đến 1.245.000 đồng một bao. Phân lân dao động từ 270.000 đến 350.000 đồng một bao. Thưa quý vị và các bạn, nhiều thương lái cho biết giá lúa hiện nay dao động nhẹ theo chiều hướng tăng giảm khác nhau tùy theo giống lúa và khu vực. Theo đó, giá lúa hiện nay phổ biến ở mức như sau: lúa Nam Qua dao động từ 6.100 đồng đến 6.200 đồng một ký, lúa OM 5451 dao động từ 5.750 đồng đến 5.950 đồng một ký, lúa OM 4900 dao động từ 5.900 đồng đến 6.000 đồng một ký, lúa ST24 dao động từ 7.700 đồng đến 7.800 đồng một ký, lúa Đại Thơm 8 dao động từ 5.900 đồng đến 5.950 đồng một ký, lúa OM 18 dao động từ 5.800 đồng đến 6.100 đồng một ký, lúa IR50404 dao động từ 5.450 đồng đến 5.650 đồng một ký, lúa VD20 dao động từ 6.600 đồng đến 6.700 đồng một ký. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục bản tin giá cả thị trường hôm nay là thông tin về giá vàng và tỷ giá sáng nay tại Tiền Giang. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo. Sáng nay, giá vàng tại Tiền Giang được niêm yết phổ biến ở mức như sau: vàng 24 carat mua vào 5.190.000 đồng một chỉ, bán ra 5.260.000 đồng một chỉ; vàng 18 carat mua vào 3.841.000 đồng một chỉ, bán ra 4.164.000 đồng một chỉ. Tỷ giá sáng nay tại Tiền Giang được niêm yết phổ biến với mức như sau: đồng đô la Mỹ mua vào 23.250 đồng 1 đô la Mỹ, bán ra 23.560 đồng 1 đô la Mỹ; đồng euro mua vào 22.852 đồng 1 euro, bán ra 24.132 đồng 1 euro. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo bản tin giá cả thị trường hôm nay, chúng tôi điểm qua giá đường cát đang bán phổ biến hiện nay ở các siêu thị, cửa hàng bách hóa. Tùy theo thương hiệu mà đường cát có nhiều giá khác nhau, cụ thể như sau: đường cát trắng thông dụng dao động từ 21.000 đến 24.000 đồng một ký; đường cát trắng Xuân Hồng dao động từ 27.000 đến 30.000 đồng một ký; đường cát vàng dao động từ 30.000 đến 35.000 đồng một ký; đường cát trắng cao cấp tinh luyện dao động từ 27.000 đến 39.000 đồng một ký. Thưa quý vị và các bạn, cuối bản tin giá cả thị trường hôm nay là giá thủy hải sản ở một số siêu thị, cửa hàng bách hóa trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. Theo đó, giá thủy hải sản ở các siêu thị, cửa hàng bách hóa có giá dao động như sau: cá ngừ đại dương dao động từ 230.000 đồng đến 280.000 đồng một ký; cá thu dao động từ 199.000 đến 235.000 đồng một ký; cá bóp dao động từ 250.000 đến 269.000 đồng một ký; cá tầm dao động từ 245.000 đến 345.000 đồng một ký; cá hè dao động từ 90.000 đến 110.000 đồng một ký; cua biển thịt dao động từ 350.000 đến 450.000 đồng một ký; sò huyết loại trung dao động từ 150.000 đến 210.000 đồng một ký; cá đuối dao động từ 380.000 đến 395.000 đồng một ký. Thưa quý vị và các bạn, bản tin giá cả thị trường hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.